Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng trường học của mình hôm nay nhé. Và lại mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và ngay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Nga, Trung đấu khẩu với Mỹ về Triều Tiên. Đại diện Nga, Trung Quốc đấu khẩu với nhà ngoại giao Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan vụ Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự. Chúng tôi kêu gọi tất cả thành viên duy trì uy tín của hội đồng, cùng chúng tôi lên án hành vi trái pháp luật này và kêu gọi Triều Tiên không thực hiện kế hoạch đã công bố để tiến hành thêm vụ phóng vệ tinh khác, tiếp tục đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Robert Wood, nhà ngoại giao phái bộ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 2 tháng 6. Cuộc họp do Mỹ và đồng minh đề xuất để thảo luận về việc Triều Tiên phóng tên lửa đẩy Chiêu-Lima-1 mang theo vệ tinh do thám quân sự Malion hôm 31 tháng 5. Mỹ cho rằng Triều Tiên vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vì sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Tên lửa đâm xuống biển do sự cố với tầng đẩy. Tuy nhiên, sau vụ phóng, Kim Jong-un, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực phóng vệ tinh để tăng cường năng lực do thám quân sự. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Cảnh sản, Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc nói rằng Triều Tiên có những lo ngại an ninh chính đáng và Hội đồng Bảo an nên thúc đẩy việc giảm căng thẳng, không nên chỉ quy trách nhiệm cho một bên. Ông Cảnh và đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Anna Antonieva cũng chỉ trích Mỹ làm gia tăng căng thẳng bằng cách cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Wood đáp lại rằng đại diện của phái đoàn Trung Quốc không lên án vụ phóng vệ tinh này của Triều Tiên. Trong khi đó, ông Cảnh nói cần phải có cuộc đối thoại thực sự tính đến những lo ngại của Triều Tiên. Mỹ nói cánh cửa ngoại giao đang rộng mở, nhưng họ vẫn liên tục tiến hành hoạt động quân sự ở bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận, đại diện Trung Quốc cho hay. Lana Nusebet, đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nước hiện là chủ tịch Hội đồng Bảo an, lưu ý Triều Tiên đưa ra một số cảnh báo trước về vụ phóng, nhưng những cảnh báo như vậy không hợp pháp quá cũng như không giảm thiểu tính bất hợp pháp của vụ phóng vệ tinh quân sự. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuần này cho biết bất kỳ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên, còn đây là động thái đe dọa gây bất ổn tình hình an ninh trong và ngoài khu vực và vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết Liên Hợp Quốc. Mỹ và đồng minh đều cho rằng những vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đều chỉ là vỏ bọc để thử nghiệm tên lửa đạn đạo do chúng áp dụng công nghệ giống nhau. Triều Tiên từng hai lần phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh hồi năm 2016 và năm 2012. Tất cả đều bay qua tỉnh Okinawa ở miền nam Nhật Bản. Tin tiếp theo, căng thẳng Mỹ-Trung phổ bóng đối thoại Shangri-La. Căng thẳng Mỹ-Trung tăng nhiệt trước thềm đối thoại Shangri-La, nhưng cơ hội vẫn còn để hai siêu cường cùng đối thoại nhằm giảm rủi ro, theo chuyên gia. Đối thoại Shangri-La 2023, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực, khai mạc ngày 2 tháng 4 tại Singapore với sự tham gia của hơn 600 đại diện từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 20 năm qua, diễn đàn đã thu hút nhiều quan tâm từ giới nghiên cứu và phân tích an ninh toàn cầu, do thường xuyên có quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao từ các nước trong lẫn và ngoài khu vực tham dự, nói có Mỹ và Trung Quốc. Năm nay, mối quan tâm của diễn đàn sẽ xoay quanh quan hệ Mỹ-Trung. Đối thoại Shangri-La vẫn thường đón phái đoàn rầm rộ từ cả hai siêu cường. Nhưng những tương tác giữa hai phái đoàn trong năm nay thậm chí sẽ được quan sát kỹ hơn, bởi mối quan hệ đã xấu đi từ lần tiếp xúc trước đó ở Singapore tháng 6 năm 2022. James Rugby, giám đốc châu Á của Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược IESS, bình luận trên Trend Time. Sự chú ý sẽ tập trung vào hai bài phát biểu nổi bật trong hai ngày cuối tuần. Đầu tiên là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3 tháng 6 về vai trò lãnh đạo của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong ngày họp cuối vào ngày 4 tháng 6, tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thường Phúc sẽ có bài phát biểu đầu tiên ở cương vị mới tại diễn đàn, tập trung vào các sáng kiến an ninh mới của Trung Quốc cho khu vực. Hai bài phát biểu dự kiến sẽ thể hiện hai tầm nhìn khác nhau giữa hai siêu cường trong tương lai. Trong năm qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden tăng cường tiếp cận Đông Nam Á, nỗ lực thuyết phục đối tác khu vực cả về kinh tế chứ không đơn thuần bằng chiến lược quốc phòng. Trong khi đó, Trung Quốc cố gắng chứng minh rằng họ hấp dẫn hơn về mặt kinh tế, đồng thời cáo buộc Mỹ chỉ muốn gây bất ổn tại khu vực. Homer Marston, chuyên gia về khu vực Đông Nam Á thuộc
trường các vấn đề Thái Bình Dương Coran Bell tại Đại học Quốc gia Australia ANU nói với VN Express. Ông cho rằng các nước trong khu vực trên thực tế vẫn chưa có bất kỳ bên nào, cả Mỹ lẫn Trung Quốc, đủ sức thuyết phục. Các nước vẫn chủ trương tránh mắc kẹt giữa cạnh tranh siêu cường, không chọn phe và tập trung vào phát triển nguồn lực. Bối cảnh này khiến đối thoại Shangri-La thêm đáng chú ý, vì các nước sẽ nhìn nhận rõ hơn quan điểm, tầm nhìn khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực. Marson đánh giá các nước ASEAN vẫn kỳ vọng lắng nghe những thông điệp không quá nặng đối với tín đầu giữa hai siêu cường. Điều đó có thể thúc đẩy Mỹ và Trung Quốc giảm nhiệt trong thông điệp tại Singapore, tăng hiệu quả thuyết phục bằng những nội dung trung tính, chuyên gia Marson nói. Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn lo ngại căng thẳng Mỹ-Trung khó hạ nhiệt tại Shangri-La vì thái độ không nhượng bộ từ Bắc Kinh trước thềm sự kiện. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung không ngồi lại với nhau không gây ra quá nhiều điều bất ngờ, Marson nói. Tuy nhiên, những cuộc gặp ở cấp thấp hơn và đối thoại qua nhiều kênh khác có thể diễn ra trong và sau sự kiện. Quan hệ hai nước chưa hoàn toàn vào vòng xoáy tiêu cực, bởi các bên vẫn cần gặp gỡ để tránh căng thẳng leo thang hơn nữa. Hai đoàn tàu va chạm ở Ấn Độ, gần 290 người chết. Hai tàu chở khách và một tàu chở hàng va chạm ở Ấn Độ khiến ít nhất 288 người chết và hơn 900 người bị thương. Tàu tốc hành chở khách Bengaluru Hobart tối 2 tháng 6 bị trật đường ray ở Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Một số toa tàu lật ngang và đè lên đoạn đường sắt cạnh bên. Tàu tốc hành chở khách Salima Chennai khi đó di chuyển trên đoạn đường sắt này. Do không phanh kịp, tàu Salima Chennai tông trực diện vào các toa tàu vừa lật ở tàu trước, khiến một số toa của nó cũng bị lật và va chạm với tàu chở hàng đổ gần đó. Một hành khách kể rằng, ông đang ngủ khi tai nạn xảy ra. Khi tỉnh dậy, ông thấy khoảng hơn 10 người đang đè lên mình. Ông sau đó chui được ra khỏi toa tàu, bị thương ở tay và cổ. Hơn 100 xe cấp cứu được điều động đến hiện trường. Cơ quan ứng phó khẩn cấp bang Odisha, Oprat, huy động hơn 4 đơn vị cứu hộ. Còn cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia, NDRF, điều 3 đơn vị đến giải cứu nạn nhân. Chính quyền bang Tây Bengal lân cận cũng điều động một nhóm chuyên gia đến ứng cứu. Giới chức đã ghi nhận 288 người chết và con số này dự kiến tăng thêm khi công tác cứu hộ đang diễn ra. Pradeep Jena, chánh văn phòng bang Odisha cho biết hơn 900 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này là giải cứu các nạn nhân và hỗ trợ y tế cho người bị thương, ông Pradeep Jena nói. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã họp với Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw về thảm kịch ở Odisha. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và người bị thương, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Vano nhanh chóng nắm rõ tình hình thực địa. Chiến dịch cứu hộ đã được kích hoạt và mọi biện pháp hỗ trợ đang được triển khai, ông Modi nói. Mạng lưới đường sắt Ấn Độ đã xuống cấp ở một số khu vực do xây dựng từ lâu và thiếu bảo trì. Năm 2021, Ấn Độ ghi nhận hơn 160.000 người chết trong gần 18.000 vụ tai nạn đường sắt, phần lớn là những vụ rơi khỏi tàu hay tàu đâm phải người trên đường ray. Một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua là vụ tàu trật đường ray ở Uttar Pradesh vào tháng 11 năm 2016, khiến hơn 140 người chết. Bản tin thứ tư, người sống sót kể lại khoảnh khắc ba đoàn tàu Ấn Độ va chạm. Hành khách sống sót cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến thi thể các nạn nhân ở khắp nơi sau tai nạn tàu hỏa làm hơn 230 người chết. Một âm thanh chói tai vang lên, đoàn tàu của chúng tôi giật mạnh lại rồi đứng im. Tôi nhìn ra ngoài và thấy 4 toa bị trật bánh, các thi thể mắc kẹt phía dưới. Vihanjana, hành khách trên tàu Bengaluru Hobart, kể lại vụ va chạm giữa hai tàu khách và một tàu hàng ở Balasore, mang Odisha, miền đông Ấn Độ tới 2 tháng 6. Hành khách này cho hay ông đã bị sốc khi nhìn thấy thi thể la liệt ở hiện trường. Giữa những tiếng kêu khóc của người bị thương, là một cảnh tượng khủng khiếp, ông nói. Tai nạn xảy ra khi tàu tốc hành Bengaluru Hora bị trật đường ray, khiến một số toa tàu lật ngang và đè lên đường sắt cạnh bên. Đúng lúc tàu tốc hành Salima Chennai di chuyển tới, đoàn tàu chở khách này đâm thẳng vào các toa tàu vừa lật, rồi va chạm với tàu chở hàng đổ gần đó. Vụ va chạm giữa ba đoàn tàu khiến ít nhất 233 người chết, hơn 900 người bị thương. Đây là một trong những tai nạn tồi tệ nhất lịch sử đường sắt Ấn Độ. Wabal Kumar, hành khách trên toa S5 của tàu tốc hành Salima Chennai cho hay, anh đang ngủ trên giường thì mọi người đột nhiên ngã nhào. Tôi chạy ra khỏi toa tàu và thấy còn nhiều người đang mắc kẹt, la hét.
Kuma kể, tùy bánh thức khi đoàn tàu trật bánh, khoảng 10 đến 15 người ngã đè lên tôi bị thương ở tay và cổ. Một hành khách sống sót trên tàu Bengaluru ho ra kể lại. Khi xuống tàu, tôi thấy nhiều thi thể không còn nguyên vẹn ở khắp nơi, một số người bị biến dạng khuôn mặt. Hành khách Vandana Kaleda cho biết, khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đoàn tàu bất ngờ nghiêng, khiến mọi thứ đảo lộn. Tôi mất thăng bằng, mọi người ngã đè lên nhau. Tôi bị sốc và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Kaleda kể lại, thêm rằng cô cảm thấy may mắn vì sống sót. Một nhân chứng gần hiện trường cho biết âm thanh to như sấm vang lên khi vụ va chạm xảy ra. Chúng tôi chạy đến nơi và thấy rất nhiều người chết. Thật đau lòng, người này nói. Người dân địa phương hết mình vì chúng tôi. Họ không chỉ giải cứu người mắc kẹt mà còn giúp lấy hành lý, tiếp nước cho chúng tôi. Red Trust in India dẫn lời hành khách Ruban Banerjee. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ trèo lên tàu để tìm kiếm người sống sót. Giới chức bang Odisha cảnh báo thương vong tiếp tục tăng như vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt trong các toa. Hàng trăm thanh niên đã xếp hàng chờ bên ngoài bệnh viện công ở thành phố Soro, bang Odisha để chờ hiến máu cấp cứu các nạn nhân. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng đường sắt. Chính quyền Odisha tuyên bố dành ngày 3 tháng 6 để tưởng niệm các nạn nhân, gia đình có người thiệt mạng trong tai nạn sẽ được hỗ trợ hơn 12.100 USD. Thường lệ thì bản tin cuối cùng cũng là bản tin hấp dẫn, thú vị và hay nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Lục đục giữa Wagner và lực lượng Chechnya. Những căng thẳng mới giữa Wagner và lực lượng Chechnya đã phơi bày rạn nứt trong nội bộ quân Nga trước cuộc phản công của Ukraine. Đầu tuần này, lực lượng của tập đoàn an ninh tư nhân Nga Wagner bắt đầu rút quân khỏi thành phố Bakhmut thuộc vùng Donetsk để nhường chỗ cho lực lượng Chechnya của tướng Ramzan Kadyrov. Trong một tuyên bố trên kênh Telegram, lãnh đạo Wagner Yevgeny Rigozhin dội gáo nước lạnh vào lực lượng Chechnya khi cho rằng họ có thể kiểm soát toàn tỉnh Donetsk. Moscow tuyên bố sáp nhập tỉnh mà họ gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk vào Nga, song chưa kiểm soát toàn bộ lãnh thổ. Tôi nghĩ họ có đủ lực lượng để giải phóng nhiều thị trấn và làng mạc ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nhưng khó giải phóng toàn bộ. Họ chỉ sẽ kiểm soát được một số khu vực nhất định, ông Rigozhin nói về lực lượng Chechnya. Bình luận của lãnh đạo Wagner lập tức gây ra hàng làn sóng phẫn nộ trong những người trung thành với lãnh đạo Chechnya, trong đó có đồng minh lâu năm Adam Delikatnov. Ông không hiểu và không cần phải hiểu. Yevgeny ạ, ông có thể liên lạc bất kỳ lúc nào và cho biết địa điểm mà chúng ta có thể gặp nhau, để tôi giải thích bất kỳ điều gì mà ông không biết, Delikatnov nói trong video đăng trên Telegram. Magomed Daulov, một người trung thành khác với Kadyrov, chỉ thích gây gắt Rigozhin. Ông không cần biết chi tiết về nhiệm vụ của chúng tôi, chỉ huy của chúng tôi biết là đủ, ông nói. Đào đớp cũng lên hoáng như lời phàn nàn của ông Rigozhin với bộ trưởng quốc phòng Nga. Lính của chúng tôi cũng gặp vấn đề, nhưng không có nghĩa là họ hét lên vì điều đó. Ông luôn ám chỉ các tuyên bố rằng ai đó cần bị bắn. Đôi khi tôi không hiểu ông muốn đạt được điều gì với những bình luận hàng ngày đó, ông nói. Cáo buộc Rigozhin gieo rắc tâm trạng hoang mang trong dân chúng. Đừng quên nhờ ai mà ông có công ty quân sự riêng, máy bay, trực thăng và nhiều thứ khác. Đào đớp nói, hãy gửi cho tôi vị trí của ông. Bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu, chúng ta sẽ gặp nhau và nói chuyện thẳng thắn như những người đàn ông. Kadyrov trở thành lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vào năm 2007. Giống như Rigozhin, ông thường mô tả bản thân là người hết mực trung thành với ông Putin. Theo tướng Kadyrov, truyền thông phương Tây và Ukraine trong vài tháng qua cố gắng hăm dọa bằng cách nhắn đến một cuộc phản công đáng sợ. Tôi muốn thông báo với các vị rằng, chúng tôi sẽ không đợi cuộc phản công của NATO và Ukraine, thay vào đó đợt tiến công của các đơn vị Atman sẽ bắt đầu. Chúng tôi phát mệt vì chờ đợi, tướng Kadyrov tuyên bố. Sau khi đã xem qua cũng như là đi cùng mình qua 5 bản tin trong ngày hôm nay, thì nếu mọi người có những cái ý kiến hay những có cái góp ý gì để cho mình làm tin càng ngày càng hay hơn, làm tin càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, thì các bạn đừng ngần ngại và hãy để những cái góp ý của mình dưới phần bình luận nha. Mình sẽ đọc và tiếp thu để có thể gọi là tốt hơn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo về kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.